Innovatis Việt Nam tổ chức. Đây là chương trình nối tiếp sau chương trình xử trí toàn diện đái tháo đường tiếp 2 đã được thực hiện vào năm 2021. Mục tiêu của cả hai chương trình thì chúng tôi muốn hệ thống hóa và cập nhật kiến thức cũng như tạo ra một cái diễn đàn trao đổi kinh nghiệm về chẩn đoán và điều trị đái tháo đường tiếp 2 dành cho bác sĩ nội khoa để tham gia quản lý và điều trị đái tháo đường tốt hơn. Thì chương trình có sử dụng cái ứng dụng Doctity để chúng tôi đưa những cái video và các thông tin lên để chúng ta có thể tập huấn một cách dễ dàng. Thì trong đó video đã được đưa đăng tải trước nhằm giúp các bác sĩ có thể chủ động thời gian tham khảo bài giảng trước và xem những cái thông tin ở trên các video và gửi câu hỏi ca lâm sàng liên quan để chúng tôi trao đổi trong cái buổi hôm nay. Thì năm nay chúng tôi cũng có 14 cái chuỗi chuyên đề tập trung vào các biến chứng và các bệnh động mạch của bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2. Và mỗi chương trình sẽ có một cái video bài giảng và buổi webinar tiếp theo để chúng tôi có thể trao đổi các quý đồng nghiệp về các nội dung liên quan đến cái video. Thì hôm nay chuyên đề là cái chẩn đoán bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu ở bệnh nhân đái tháo đường. Thì xin mời các đồng nghiệp sẽ nghe lại các một cái phần tóm tắt các cái liên quan đến cái chủ đề này của Phó giáo sư Bùi Hữu Hoàng là trưởng khoa tiêu hóa Bệnh viện Đại học Dược Thành phố Hồ Chí Minh và cũng là trưởng phân môn tiêu hóa của Bộ Môn Nội Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Và sau đó chúng ta sẽ giải quyết các cái câu hỏi và các tình huống lâm sàng liên quan. Thì hôm nay tôi cũng rất vinh dự được mời thầy Hoàng đến cùng chia sẻ với các quý đồng nghiệp về chủ đề này. Xin mời thầy Hoàng chia sẻ. Xin kính chào tất cả các quý đồng nghiệp đang tham gia trong cái chương trình mà đào tạo y khoa trực tuyến. Thì trong cái buổi sinh hoạt hôm nay thì chúng ta sẽ có cái trao đổi với nhau về cái chủ đề về cái bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu trên bệnh nhân đái tháo đường. Thì nội dung của cái phần trình bày này chúng tôi cũng đã có quay cái video và gửi cho tất cả các quý vị để chúng ta có thể theo dõi trước, để chúng ta có thể nắm được một số cái nội dung và từ đó chúng ta sẽ có những cái câu hỏi, những cái thông tin tham luận hay là những cái thông tin thắc mắc liên quan đến cái chủ đề này thì chúng tôi cũng sẽ giải đáp cho tất cả quý vị. Thì đầu tiên thì chúng tôi xin phép nhắc lại một vài những cái điểm chính và cũng sẽ có thể mở rộng ra một vài những cái nội dung để mà giúp cho chúng ta có thể hiểu rõ hơn về cái bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu trên bệnh nhân đái tháo đường. Thì về tần suất thì chúng ta cũng đã được nghe nhắc đến là đây là một cái bệnh lý mà ngày nay được xem như là một cái bệnh về chuyển hóa rất là phổ biến, mà đặc biệt là trong các cái bệnh lý về gan đó thì gan nhiễm mỡ ngày nay được xem như là một cái bệnh lý mà nổi trội. Trước kia thì người ta tập trung đến các bệnh do viêm gan do siêu vi, nhưng mà các cái bệnh đó thì nhờ có những cái thuốc điều trị nó đã kiểm soát được các cái bệnh này. Thì bây giờ nó nổi lên vào vấn đề là do cái cuộc sống công nghiệp và cái nếp sinh hoạt của chúng ta có những cái thay đổi. Chính vì vậy mà cái tỷ lệ các cái bệnh lý mà liên quan đến chuyển hóa thì nó càng gia tăng, mà đặc biệt là cái bệnh gan nhiễm mỡ. Và nó cũng liên kết chung với lại cái nhóm bệnh trong cộng đồng, đó là cái bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp và với những cái nguy cơ của nó. Và chính vì vậy mà người ta ghi nhận là cái bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu đó thì nó chiếm cái tỷ lệ là lên tới 25% trong cái dân số chung trên thế giới. Và đặc biệt là ở cái người đái tháo đường thì người ta ghi nhận rằng có 55% trường hợp những cái bệnh nhân mà bị gan nhiễm mỡ không do rượu thì người ta phát hiện là có cái kết hợp với lại cái bệnh đái tháo đường. Và khi mà bệnh nhân có cái triệu chứng đái tháo đường mà bị gan nhiễm mỡ đó thì có thể họ sẽ có những cái biểu hiện của cái viêm gan, gọi là viêm gan thoái hóa mỡ. Và từ cái viêm gan này, nếu mà chúng ta không được chẩn đoán và điều trị thì nó sẽ dẫn đến những cái biến chứng như là xơ gan hoặc là ung thư. Thì trước tiên chúng tôi cũng xin nhắc lại một vài cái điểm chính liên quan về định nghĩa. Thì cái thuật ngữ mà cái bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu đó thì được mô tả cho một cái nhóm bệnh lý mà chúng ta sẽ phát hiện có thể là đầu tiên là tình cờ khi mà chúng ta cho bệnh nhân làm cái siêu âm bụng và chúng ta phát hiện có những hình ảnh đặc trưng của cái gan nhiễm mỡ.
Tức là khi người ta siêu âm, người ta thấy rằng là cái mật độ echo của cái gan nó sẽ dày đặc hơn, nó trắng hơn, nó sáng hơn so với lại cái mật độ của thận, thì chứng tỏ là cái nó đã có những thay đổi về cấu trúc bên trong của cái gan của chúng ta. Và do đó mà cái bước chẩn đoán đầu tiên người ta hay gợi ý đến là phải làm cái siêu âm bụng. Thứ hai là chúng ta sẽ dựa vào cái hình ảnh về mô học là cái chẩn đoán chính xác nhất, nhưng mà thực tế thì cái mô học thì không phải lúc nào chúng ta cũng thực hiện được, vì đây là một cái thủ thuật mà gây xâm nhập và có thể gây một số những cái biến chứng. Trước khi mà chúng ta chẩn đoán cái bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu đó, thì bắt buộc chúng ta phải loại trừ một số những cái bệnh lý khác mà nó có thể có biểu hiện của cái nhiễm mỡ ở gan. Chẳng hạn như là cái vấn đề chúng ta khi uống rượu nhiều thì chắc chắn gan chúng ta cũng sẽ bị nhiễm mỡ. Nhưng mà muốn định nghĩa là một cái người mà bị gan nhiễm mỡ mà do rượu đó, thì chúng ta phải dựa vào cái số lượng mà rượu người ta sử dụng. Nó phải là, thí dụ nam giới phải trên 21 đơn vị cồn trong một tuần đó, và nữ đó thì là phải trên 14 đơn vị cồn trong một tuần, thì chúng ta mới kết luận là cái người đó là cái bệnh gan nhiễm mỡ mà do rượu. Còn ví dụ lâu lâu tới một cái đám tiệc chúng ta uống một vài lon bia hoặc là một vài cái ly rượu vang thì nó không thể dẫn đến tình trạng gan nhiễm mỡ do rượu. Thứ hai là chúng ta phải nhớ lại về những cái thể lâm sàng của gan nhiễm mỡ không do rượu, thì người ta gọi chung đó là cái bệnh NAFLD. NAFLD là non alcoholic fatty liver disease. Thì đây là một cái tình trạng chung để nói là một tình trạng mà mỡ nó tích tụ trong gan lớn hơn 5% cái thể tích hoặc là cái trọng lượng của gan. Và tùy theo cái giai đoạn, nếu mà cái mỡ nó tích tụ nhưng mà nó chưa gây ra một cái tổn thương trên gan thì người ta gọi là cái bệnh gan nhiễm mỡ đơn thuần. Còn nếu mà cái tình trạng mà tích tụ đó nó lâu ngày, nó sẽ gây ra một cái phản ứng viêm và dẫn đến tình trạng mà tăng men gan. Và khi chúng ta làm sinh thiết gan thì chúng ta phát hiện là có cái hiện tượng viêm hoại tử và tổn thương trên gan, thì lúc đó người ta gọi là cái bệnh viêm gan nhiễm mỡ không do rượu, ta gọi là NASH, tức là non-alcoholic steatohepatitis. Và từ cái viêm gan nhiễm mỡ không do rượu này đó, có thể nó dẫn đến tình trạng xơ gan hoặc là những cái xơ gan mà trước kia người ta không tìm ra nguyên nhân, nhưng mà ngày nay người ta thấy là gần như là 2/3 những cái trường hợp mà xơ gan mà không rõ nguyên nhân á, khi người ta điều tra lại thì nó thường là do cái tình trạng gan nhiễm mỡ hoặc là liên kết với những bệnh lý phối hợp. Thì từ cái bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu này đó, thì chúng ta biết là nó tỷ lệ dân số chung là 25%, và trong đó thì 70% thì nó có cái kết hợp với lại bệnh nhân đái tháo đường, đặc biệt là đái tháo đường type 2 và tình trạng béo phì. Như vậy cho thấy là cái đái tháo đường type 2 và béo phì là những cái yếu tố nguy cơ có dẫn đến tình trạng mà gan nhiễm mỡ không do rượu. Và từ cái vấn đề tích tụ mỡ trong gan đó, mà nếu nó chưa gây ra tổn thương gan thì ta gọi là cái bệnh gan nhiễm mỡ đơn thuần. Nhưng mà khi mà cái tình trạng viêm nó sẽ dẫn đến tình trạng tổn thương trên tế bào gan thì ta gọi là cái NASH, tức là cái bệnh gan nhiễm mỡ, viêm gan nhiễm mỡ mà không do rượu. Và từ cái viêm gan nhiễm mỡ này, nó sẽ đưa đến tình trạng mà hoại tử tế bào gan và dẫn đến tình trạng xơ hóa gan. Và từ cái xơ gan, nó có thể đưa đến tình trạng ung thư gan, và nguy hiểm hơn là nó dẫn đến những cái biến chứng và kết cục là bệnh nhân có thể tử vong. Như vậy thì một cái bệnh nhân gan nhiễm mỡ không do rượu, trước kia thì ta không quan tâm nhiều đến cái bệnh này và người ta nghĩ đây là một cái bệnh lành tính, nhưng mà thực chất nó có cái sự liên kết với rất nhiều những cái bệnh lý đồng mắc, chẳng hạn như là đái tháo đường type 2 hoặc là béo phì, và từ đó nó sẽ đưa đến nhiều cái biến cố, chẳng hạn là nó tăng cái tỷ lệ các bệnh lý tim mạch, và từ đó nó sẽ gây ra những cái biến chứng về tim mạch, biến cố tim mạch và làm cho bệnh nhân tăng nguy cơ tử vong. Còn kinh riêng đối với bệnh gan thì bệnh nhân cũng có thể dẫn đến tình trạng xơ gan hoặc là ung thư, thì nó tăng cái nguy cơ tử vong liên quan đến cái bệnh gan của họ. Như vậy thì nhắc lại là cái yếu tố nguy cơ chính của cái bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu đó, thì đầu tiên chúng ta phải kể đến đó là đái tháo đường type 2, kế đến là béo phì, và thứ ba là tình trạng rối loạn chuyển hóa, hội chứng cho rối loạn chuyển hóa và cái kết hợp với tình trạng rối loạn về lipid máu. Thì tất cả những cái yếu tố này là những yếu tố mà bao giờ chúng ta vẫn phải cảnh giác. Khi chúng ta phát hiện bất kỳ bệnh nhân có những có một trong bốn yếu tố nêu trên thì chúng ta phải nghĩ ngay là trường hợp này đã có bị gan nhiễm mỡ hay chưa, và chúng ta phải lập tức đi
làm những cái xét nghiệm để chúng ta tầm soát, để chẩn đoán. Thì dựa vào cái triệu chứng học đó thì nó rất là mơ hồ, vì một cái người bệnh nhân gan nhiễm mỡ họ không có triệu chứng gì rõ ràng, mà cái triệu chứng hay nổi trội đó là người ta hay có cảm giác hơi đau tức ở cái hạ sườn bên phải, tức là cái vùng gan, do cái gan nó bị nhiễm mỡ, nó căng phồng lên, nó to lên, do đó nó làm cho kích thích cái bao gan, làm cho bệnh nhân hơi có cảm giác đau mơ hồ ở cái vùng sườn phải. Và thứ hai là bệnh nhân có cảm giác mệt mỏi mà không rõ nguyên nhân. Đó là những cái hai cái vấn đề mà người ta hay lưu ý đến cái bệnh nhân gan nhiễm mỡ không do rượu. Thì cái chẩn đoán mà đơn giản nhất mà nó cũng tương đối là có một cái giá trị tầm soát ban đầu, đó là cái siêu âm bụng. Thì chúng ta thấy rõ ràng là cái mật độ echo gen của cái gan nó sẽ sáng hơn so với lại thận. Và do đó mà nó sẽ làm cho chúng ta nhìn cái sự khác biệt giữa cái gan với cái thận, thì nó có một cái sự khác biệt về cái mật độ echogen, từ đó chúng ta gợi ý đến cái gan nhiễm mỡ. Và thường thì cái trên siêu âm thì nó chỉ có giá trị trong chẩn đoán cái gan nhiễm mỡ mức độ từ trung bình đến nặng thôi. Còn những giai đoạn mà mới hình thành của gan nhiễm mỡ hoặc giai đoạn nhẹ đó thì đôi khi chúng ta rất khó phát hiện. Thì để mà cải thiện cái khả năng chẩn đoán, để cải tiến về khả năng chẩn đoán, thì hiện nay thì ta có một cái phương pháp đo cái độ đàn hồi của gan bằng cái FibroScan, tức là đo cái độ đàn hồi thoáng qua ở gan. Thì người ta có thể tích hợp thêm một cái phần mềm ta gọi là phần mềm CAP, tức là Control Attenuation Parameter. Thì đây là một cái phần mềm nó giúp cho chúng ta có thể biết được cái mật độ tích tụ cái mỡ trong gan, và người ta hay trả lời cái kết quả là cái mật độ mà CAP á, là lớn hơn 233 decibel trên mét, thì chứng tỏ rằng là cái gan này nó đã có vấn đề thấm mỡ rồi. Và tùy theo mức độ nặng hay nhẹ thì người ta sẽ có những cái con số nó thay đổi, và chúng ta có những cái bảng để chúng ta tra, chúng ta sẽ biết được là bệnh nhân là nhiễm mỡ mức độ nhẹ là S1, hoặc là mức độ trung bình là S2, và S3 tức là mức độ nặng. Và còn một cái phương tiện mà xét nghiệm mà khá chính xác, đó là người ta dùng cộng hưởng từ. Nhưng mà thường thì trên thực tế ít ai mà dùng cái cộng hưởng từ để chẩn đoán gan nhiễm mỡ, mà có thể là tình cờ khi mà chúng ta làm cái xét nghiệm cái hình ảnh học để chúng ta phát hiện những cái bệnh khác, thì qua đó chúng ta có thể đánh giá được chính xác được tình trạng gan nhiễm mỡ. Còn cái men gan thì nó không giúp ích cho chúng ta chẩn đoán cái tình trạng gan nhiễm mỡ, vì cái sự tăng hay là giảm hay là bất thường hoặc là bình thường của men gan nó không nói lên cái thực trạng của cái tình trạng gan. Và do đó mà chúng ta có thể là nếu mà có sự tăng men gan thì chúng ta cũng không thể nào kết luận chính xác là cái tăng men gan này nó có liên quan đến gan nhiễm mỡ hay không. Và hôm nay thì chúng tôi cũng có bổ sung thêm một vài những cái khái niệm liên quan về điều trị, vì qua những cái câu hỏi của các độc giả nêu lên đó, thì rất nhiều độc giả muốn quan tâm đến vấn đề điều trị. Thì điều trị cái bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu đó, thì đầu tiên thì chúng ta phải thay đổi lối sống, quan trọng nhất là cái giảm cân. Thứ hai là chúng ta điều trị những cái bệnh đồng mắt mà có yếu tố nguy cơ dẫn đến gan nhiễm mỡ, quan trọng nhất là cái đái tháo đường. Thì do đó chúng ta phải điều trị cái đái tháo đường, điều trị tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu. Và còn cái điều trị trực tiếp trên cái biểu hiện ở trên gan đó, thì cho tới ngày nay vẫn chưa có những cái thuốc nào mà được chứng tỏ là thật sự hiệu quả trong cái điều trị gan nhiễm mỡ. Tuy nhiên nó có hai cái thuốc mà cả có rất nhiều những nghiên cứu cho thấy rằng là khi sử dụng những cái nhóm thuốc này thì nó có thể cải thiện được những cái tổn thương trên mô học ở gan, và nó giúp cho giảm đi cái tình trạng nhiễm mỡ trong gan, vì nó tác động trên cái cơ chế mà chống oxy hóa và làm tăng cái tình trạng mà gọi là nhạy cảm insulin, là cái cơ chế chính có thể liên quan đến cái bệnh gan nhiễm mỡ, và từ đó nó sẽ làm giảm đi cái tình trạng gan nhiễm mỡ cho của bệnh nhân. Thì qua nhiều nghiên cứu thì người ta thấy rằng là so với giải dược á, thì cái vitamin E và cái bioglitazone là hai cái chất mà nó có thể là nó sẽ giúp cải thiện được cái mô học, những cái tổn thương trên mô học của gan mà đã được chứng minh rất là rõ ràng. Và vitamin E thì người ta tập trung là người ta có thể sử dụng trên những cái đối tượng gan nhiễm mỡ, nhưng mà thường cái đối tượng mà người ta nghiên cứu đó thì trước tiên là người ta chỉ nghiên cứu trên những nhóm bệnh không có liên quan đến đái tháo đường. Nhưng mà giờ ngày nay thì người ta bắt đầu cũng đã có mở rộng ra một số những cái nghiên cứu trên bệnh nhân đái tháo đường.
Và bioglitazone là một cái thuốc mà qua những nghiên cứu cho thấy rằng nó có một cái cải thiện rõ về cái tổn thương trên mô học và nó giúp giảm đi cái tình trạng gan nhiễm mỡ không do rượu. Về cái mức độ an toàn của hai cái nhóm thuốc này thì chúng ta thấy rằng là nó cũng có những cái vấn đề chúng ta phải lưu ý rằng là cái độ an toàn đó, thì vitamin E đó thì tương đối nó là một cái thuốc mà sử dụng an toàn, và nếu chúng ta sử dụng cái liều mà được khuyến cáo là 2 viên 400 đơn vị trong một ngày và không dùng liều cao hơn, chỉ dùng cái liều đó thôi, thì chúng ta có thể là giúp cải thiện được cái tình trạng mà gan nhiễm mỡ của bệnh nhân. Và tuy nhiên có một số lưu ý, thì có một vài những cái ghi nhận trong cái đánh giá về kết quả nghiên cứu thì người ta thấy rằng là có thể làm nó có gây ra một số những cái trường hợp đột quỵ thiếu máu nhưng mà người ta không rõ nguyên nhân, hoặc là nó có thể tăng cái nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến, nhưng mà cái điều này cũng không có cái tỷ lệ nhiều và nó cũng chưa được có một cái mối liên quan rõ ràng. Còn đối với lại bioglitazone thì người ta có thể sử dụng trên bệnh nhân gan nhiễm mỡ không do rượu mà có tiểu đường hay là không có tiểu đường thì người ta vẫn sử dụng được và vẫn thấy có cái đáp ứng của trên lâm sàng. Và cái thuốc này thì dĩ nhiên là trước kia người ta vẫn có một cái cảnh báo là có thể nó gây ra cái nguy cơ ung thư bàng quang. Tuy nhiên cái vấn đề này thì nó vẫn chưa có được mà gọi là có một cái mối liên quan thật sự rõ ràng. Và cho ngày nay thì trên một số những đối tượng cần thiết thì người ta vẫn có thể sử dụng. Thì vai trò của những cái thuốc mà điều trị đái tháo đường nó có thể cải thiện được cái tình trạng gan nhiễm mỡ không do rượu hay không? Thì ngày nay thì có rất nhiều những cái hướng nghiên cứu mới của những cái thuốc mà điều trị đái tháo đường, chẳng hạn như là liraglutide hoặc là cái empagliflozin hoặc là cái dapagliflozin vân vân. Là những cái thuốc mà người ta đang nghiên cứu trong cái điều trị cái đái tháo đường, và đồng thời nó cũng có tác dụng làm giảm cân, từ đó nó sẽ làm cải thiện được cái tình trạng mà gan nhiễm mỡ không do rượu. Còn những cái thuốc điều trị rối loạn mỡ máu thì nó cũng điều chỉnh cái vấn đề rối loạn mỡ trong máu, thì nó cũng cải thiện bớt cái tình trạng của bệnh nhân. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng là các cái thuốc mà tác động trên cái điều trị đái tháo đường thì nó chủ yếu là nó giúp làm giảm cân, và từ đó nó cũng sẽ làm giảm bớt cái tình trạng đề kháng insulin và nó sẽ cải thiện được cái tình trạng mà gan nhiễm mỡ do rượu. Vì trên đây tôi chỉ liệt kê một vài những cái nghiên cứu mà người ta đang trong cái hướng xây dựng để trong những cái phát triển trong thời gian sắp tới để điều trị cho cái bệnh gan nhiễm mỡ do rượu. Còn bản thân một số những cái bệnh lý mà gan nhiễm mỡ do rượu mà có trực tiếp liên quan đến những cái thuốc tác động trên cái cơ chế tại gan thì nó còn đang trong cái thời gian nghiên cứu và nó còn chưa có được công bố một cách chính thức trong vấn đề mà điều trị. Như vậy thì nói tóm lại thì cái gan nhiễm mỡ không do rượu là một cái bệnh rối loạn chuyển hóa khá phổ biến và nó có liên quan đến cái đái tháo đường, cái béo phì cũng như là tình trạng rối loạn mỡ máu và làm tăng cái da những cái biến cố tim mạch và tử vong trên bệnh nhân. Cái vấn đề chẩn đoán thì chúng ta sẽ dựa vào cái triệu chứng, nhưng mà quan trọng nhất là chúng ta có thể gợi ý dựa vào cái siêu âm bụng và có thể kết hợp với lại cái FibroScan để mà chúng ta đánh giá được cái tình trạng nhiễm mỡ trong gan. Vấn đề điều trị quan trọng nhất là chúng ta giảm cân, điều chỉnh những cái yếu tố nguy cơ, đặc biệt là cái đái tháo đường và béo phì là những cái bệnh lý liên quan, nó có thể ảnh hưởng trên cái kết cuộc diễn tiến của bệnh. Và về thuốc thì hiện tại thì cái vitamin E và cái bioglitazone là hai cái thuốc chính mà được đề nghị trong cái điều trị gan nhiễm mỡ không do rượu. Còn những cái thuốc khác thì nó cũng đang trong cái giai đoạn mà thử nghiệm lâm sàng. Thì cái phần chia sẻ tóm tắt đầu tiên thì đến đây là chấm dứt. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của tất cả các quý đồng nghiệp. Vâng, cảm ơn Phó giáo sư Bùi Hoàng. Thì trên thực tế ở bên những phòng khám nội tiết của chúng tôi cũng gặp rất nhiều những cái trường hợp mà viêm gan nhiễm mỡ ở trên bệnh nhân đái tháo đường, và gần đây còn có một đối tượng nữa là béo phì. Cái tỷ lệ béo phì ở Việt Nam chúng ta đang gia tăng cũng rất là báo động, đặc biệt là những trẻ em thanh thiếu niên, cái tỷ lệ nó tăng lên một cách rõ rệt. Thì chúng tôi cũng đã nhận được một số câu hỏi từ các đồng nghiệp khi mà chúng tôi đưa lên cái video về gan nhiễm mỡ này. Thì chúng ta sẽ đến phần tiếp theo là chúng ta sẽ trao đổi các cái câu hỏi và những tình huống lâm sàng ở trên thực tế với cả thầy Hoàng.
Đầu tiên thì tôi xin nêu một câu hỏi như này. Thì ở bệnh nhân bệnh gan nhiễm mỡ thì khi mà bệnh nhân đến gặp bác sĩ thường là bệnh nhân có rất là nhiều khi mong muốn được hiểu biết thêm về khi gan nhiễm mỡ như này. Thì có một số người người ta cũng lo lắng là xem gan nhiễm mỡ thì người ta có bị nguy hiểm cái gì và cái nguy cơ tử vong ở những đối tượng bệnh gan nhiễm mỡ này là như thế nào và thường do nguyên nhân gì. Xin mời thầy Hoàng. Như cái phần mà tóm tắt chúng tôi có đề cập đến đó, thì từ trước đó, thì người ta cứ nghĩ rằng là cái bệnh gan nhiễm mỡ là một cái bệnh lành tính. Thì nó hay xảy ra trên những người mà có một cái thể trạng hơi thừa cân chút đỉnh. Và trong cái dân gian người ta hay nói là khi cái tướng cái người đó mà hơi mập mạp thừa cân thì có vẻ là cái tướng phúc hậu. Do đó mà người ta cũng xem cái đó là cái chuyện bình thường. Và cái gan nhiễm mỡ thì người ta cũng không cảm nhận thấy có triệu chứng gì rõ. Do đó và người ta cũng không biết được cái mối liên quan thật sự giữa cái gan nhiễm mỡ với những cái diễn tiến của cái bệnh như thế nào. Và sau này thì người ta mới phát hiện rằng có những cái ca mà sơ gan mà trước kia người ta không tìm ra được nguyên nhân. Bệnh nhân này hoàn toàn không có uống rượu và không có yếu tố nguy cơ gì mà để như là nhiễm virus hay là có một cái liên quan đến những cái bệnh lý tự miễn hoặc là những cái bệnh lý nhiễm độc những cái chất vào trong cái gan. Nhưng mà cái gan nó bị sơ và cuối cùng dẫn đến ung thư. Chính vì vậy mà khi mà sinh thiết những cái gan mà nó bị sơ mà không rõ nguyên nhân á, thì người ta lại phát hiện đó là trong gan nó bị thấm nhiễm các cái tế bào mỡ rất là nhiều. Từ đó người ta mới ngộ ra một cái vấn đề là cái gan nhiễm mỡ nếu mà không điều trị thì nó có thể diễn tiến qua tình trạng xơ gan và ung thư. Như vậy thì đó là một cái yếu tố nguy cơ rất là quan trọng mà nó dẫn đến cái tăng cái tỷ lệ tử vong. Và ngày nay người ta càng thấy cái mối liên hệ giữa cái đái tháo đường với lại cái gan nhiễm mỡ và với những cái bệnh lý về tim mạch. Do đó mà cái đái tháo đường và bệnh lý tim mạch và gan nhiễm mỡ được xem như là cùng một cái nhóm bệnh liên quan với nhau trong cái hội chứng rối loạn chuyển hóa. Do đó mà nó tăng cái nguy cơ tử vong là liên quan đến những bệnh lý này. Vâng, cảm ơn thầy Hoàng. Thì ở phòng khám tiểu đường thì chúng tôi gặp rất nhiều, nhưng mà vấn đề là liệu là chúng ta thấy là cái tỷ lệ mà gan nhiễm mỡ nó tăng lên ở dân số đái tháo đường, đặc biệt là đái tháo đường type 2 như vậy á, thì chúng ta có nên tầm soát cho tất cả bệnh nhân đái tháo đường bằng siêu âm bụng, siêu âm gan hay không? Và một cái tiếp nữa là thì chúng tôi gặp những cái trường hợp mà trả lời là gan nhiễm mỡ trên siêu âm á, thì như vậy là khi nào thì bác sĩ nội tiết hoặc là bác sĩ tổng quát nó sẽ gửi sang cho các chuyên khoa gan như thầy Hoàng. Chứ không phải chúng tôi gửi hết tất cả thì lại quá tải bên phòng khám gan. Xin mời thầy Hoàng cho ý kiến. Thật ra thì cái vấn đề mà ngày nay người ta cảnh báo cái sự liên quan giữa đái tháo đường với lại gan nhiễm mỡ, người ta nói giống như là hai cái bệnh này nó là hình với bóng, và nó gần như là một cái nó có là một cái cũng là hai anh em họ hàng cho cùng một cái tác nhân. Vì giữa cái đái tháo đường với lại gan nhiễm mỡ thì nó đều có một chung cái cơ chế mà dẫn đến một cái rối loạn bệnh lý, đó là tình trạng mà tăng cái đề kháng insulin. Như vậy thì cái cơ chế chính mà dẫn đến gan nhiễm mỡ là nó cũng có cái liên quan đến cái rối loạn về cái tăng cái đề kháng insulin. Và vì vậy mà nếu mà chúng ta biểu hiện trên cái tình trạng tăng đường huyết thì ta gọi là đái tháo đường, nhưng mà cái tình trạng rối loạn đó nó sẽ tích tụ trong gan, nó gây ra những cái tổn thương trên gan thì nó dẫn đến cái bệnh lý gan nhiễm mỡ. Và người ta còn thấy rằng nó có thể ảnh hưởng trên tim, ảnh hưởng trên nhiều cái cơ quan khác nữa, và cả cái mô mỡ của bệnh nhân nó cũng có thể là liên quan đến những cái rối loạn chung của cái rối loạn về chuyển hóa. Thì như vậy thì đứng trước một cái trường hợp mà chúng ta gặp một cái bệnh nhân béo phì hoặc là bệnh nhân có đái tháo đường thì trong đầu chúng ta phải có một cái suy nghĩ rằng là trường hợp đái tháo đường và béo phì này thì gần như là khi chúng ta tầm soát là nó đều có cái gan nhiễm mỡ. Nhưng mà vì lúc trước kia chúng ta không quan tâm và người ta nghĩ rằng là đối với bệnh nhân đái tháo đường thì ta chú ý là điều chỉnh đường huyết thôi, và cái mục tiêu điều trị chúng ta chỉ làm sao để là làm sao đưa cái HbA1c thôi. Còn nhiều khi người ta thử máu mà thấy là cái men gan nó đang bình thường thì người ta lại không nói là bệnh nhân là không có vấn đề gì thì chúng ta không quan tâm. Và chúng tôi nói rằng cái gan nhiễm mỡ đó
Trong giai đoạn đầu thì cái sự tích tụ mỡ nó chưa gây ra tổn thương trên gan thì nó sẽ không làm tăng men gan. Do đó mà nếu mà chúng ta không điều trị, không phát hiện đó, thì không phòng ngừa sớm, thì tình trạng đó nó sẽ dần dần nó sẽ dẫn đến gây ra một cái viêm gan thoái hóa mỡ, và từ cái viêm gan gây tổn thương gan và nó dẫn đến xơ gan. Và nó có một cái điều nghịch lý nữa là khi mà chúng ta thấy cái tăng men gan đó mà bệnh nhân có kèm theo rối loạn về mỡ máu, thì thường tâm lý bác sĩ tim mạch và bác sĩ đái tháo đường thì là bác sĩ nội tiết thì là không có dám dùng các thuốc rối loạn mỡ máu, vì người ta cứ bị mặc định là các cái nhóm statin là cái thuốc độc cho gan. Thì xin thưa với quý vị rằng là cái statin thì có nguy cơ làm tăng cái men gan, nhưng mà cái đó tăng cái mức độ cũng vừa phải, và thứ hai cái tỷ lệ nó rất là thấp, khoảng 1-2% trong cái dân số mà sử dụng thôi. Và thường là chúng tôi thấy rằng là cái những bệnh nhân bị rối loạn mỡ máu có tăng men gan thì chúng tôi phải điều trị cái thuốc ổn định cái mỡ trong máu đó, thì tự động men gan nó hồi phục, nó ổn định. Như vậy để chúng ta hiểu thêm một cái vấn đề này, để chúng ta đừng có quá lo sợ cái sự tăng men gan trên cái bệnh nhân có rối loạn mỡ máu. Chúng ta không dám điều trị cái mỡ máu thì hầu như bệnh nhân không có cải thiện được cái tình trạng mà tăng men gan. Vâng, thì có những cái xử trí lâm sàng, ví dụ như là trên lâm sàng các bệnh nhân mà bị đái tháo đường lại có một cái siêu âm bị gan nhiễm mỡ, thì xin thầy cho biết là khi nào thì chúng ta cần phải chỉ định làm cái fibro scan để chúng ta đánh giá kỹ hơn về cái gan nhiễm mỡ này, hay là chúng ta khi nào chúng ta chỉ dừng lại ở cái mức là siêu âm bụng tổng quát mà thôi để đánh giá gan mà thôi ạ? Thì chúng ta biết là những cái phương tiện chẩn đoán gan nhiễm mỡ đó thì nó chỉ mới có triển khai trong cái thời gian gần đây mà thôi. Trước kia thì khi nói đến gan nhiễm mỡ đó thì các nhà lâm sàng thì đòi hỏi là phải có bằng chứng của cái sự nhiễm mỡ trong gan, tức là khi muốn chẩn đoán gan nhiễm mỡ là phải cho chúng tôi kết luận là mô học nó có tế bào mỡ thâm nhiễm vào trong đó hay không, hoặc là tế bào gan nó đã có những cái thoái biến thành cái tế bào mỡ hay không. Thì cái điều đó thì chẩn đoán bằng mô học thì nó chính xác, nhưng cái chẩn đoán mô học thì nó là một cái phương pháp mà nó xâm nhập, tức là invasive, tức là một cái phương pháp mà có thể nó gây ra những cái tổn thương hoặc là nó cũng không thể đại diện hết tất cả một cái mẫu của toàn bộ cái gan. Tại khi chúng ta biết là cái gan ta rất là to mà chúng ta chỉ dùng một cái kim ta đâm vào đó và chúng ta chỉ lấy một cái phần nhỏ của cái mô, thì có khi chúng ta không bấm trúng cái tổn thương. Tại chúng ta biết là cái gan nhiễm mỡ có thể lúc đầu nó có những cái gan nhiễm mỡ từng vùng, chứ không phải là lúc nào cái gan chúng ta nó cũng là nhiễm đều hết mỡ trong khắp toàn bộ cái gan, mà có những trường hợp là gan nhiễm mỡ nó sẽ có những cái vùng này nó có nhiễm mỡ và vùng kia nó không có, hoặc là vùng ít vùng nhiều. Do đó nếu mà chúng ta bấm sinh thiết ở một vị trí thì có thể là chúng ta không có đại diện cho toàn bộ cái gan. Chính vì vậy sau này người ta mới nghĩ rằng là cái siêu âm thì nó chỉ là một cái giá trị mà gợi ý ban đầu thôi, khi cái có thay đổi cấu trúc trên cái mật độ echogen thì nó chỉ thấy là gợi ý nó có cái gan nhiễm mỡ, nhưng mà nó vẫn chưa chắc chắn. Và nó chỉ có giá trị khi mà gan nhiễm mỡ trung bình hoặc nặng đó, thì hình ảnh nó rất điển hình. Còn những cái ca nhẹ thì chúng ta sẽ vẫn bỏ sót. Còn chính vì vậy mà ngày nay thì người ta mới triển khai thêm một cái kỹ thuật mới là đo cái độ đàn hồi của gan, là cái phương pháp bằng cái phương pháp mà FibroScan. Thì cái FibroScan đầu tiên người ta tìm ra cái phương pháp này là để đánh giá mức độ xơ hóa gan thôi. Nhưng mà từ cái vấn đề đó người ta mới suy nghĩ ra thêm một cái bước mới là người ta tích hợp thêm một cái phần mềm đặc biệt để định lượng, hoặc là định lượng một cách tương đối cái mức độ nhiễm mỡ những cái tế bào mỡ trong gan. Và từ đó cái phần mềm đó ta gọi là phần mềm CAP. Thì do đó chỉ có cái phương pháp mà FibroScan thì nó cho chúng ta hai cái thông số CAP là để đánh giá mức độ mỡ là S1, S2, S3, tức là nhiễm mỡ mức độ nhẹ, trung bình và là nặng. Còn một cái thông số 2 là cái thông số trả lời bằng kilopascal, thì nó sẽ cho chúng ta biết là mức độ xơ hóa gan, tức là khi mà nhiễm mỡ như vậy nó đã ảnh hưởng trên cái gan gây ra xơ chưa, thì nó có là F0 là chưa có bị xơ gan, F1 là nó chỉ mới chớm xơ thôi, F2, F3 là bắt đầu tổn thương xơ hình thành và nó hơi lan rộng ra, và F4
tức là khẳng định đã có cái xơ gan. Như vậy thì nếu mà muốn biết một cách là định lượng chính xác hơn mức độ nhiễm mỡ, để mà khi chúng ta điều trị chúng ta cũng có cái con số để chúng ta theo dõi. Tại vì thí dụ như là khi chúng ta điều trị cho bệnh nhân gan nhiễm mỡ khoảng chừng 3 tháng sau, chúng ta cho bệnh nhân làm lại cái xét nghiệm FibroScan mà có cái thông số CAP á, thì chúng ta cũng biết được con số nó có giảm hay không, để chúng ta biết là cái mức độ nhiễm mỡ nó đã có tiến triển tốt hay là càng ngày trị mà nó sẽ càng nặng lên, hoặc thậm chí nó còn có tăng cái tỷ lệ xơ hóa gan nữa, thì ta biết là cái điều trị chúng ta nó sẽ không có đạt kết quả. Xin cảm ơn thầy Hoàng. Thì xin mời các quý đồng nghiệp tiếp tục gửi câu hỏi để chúng tôi có thể trao đổi với thầy Hoàng. Thì có một cái câu liên quan đến phần nội tiết, thì câu hỏi là cái khuyến cáo của ADA, Hiệp hội Đáy đường Mỹ về điều trị đáy đường cần được duy trì để ngăn ngừa khi gan nhiễm mỡ nó để làm giảm tiến triển sang cái viêm gan nhiễm mỡ, thì tập trung vào việc giảm cân và giảm đề kháng insulin. Thì có rất nhiều nhóm thuốc, trong đó thì ức chế kinh nhiễm thứ hai tập trung chủ yếu là vấn đề giảm cân nhưng lại không có can thiệp vào cái đề kháng insulin. Thì theo bác sĩ thì đánh giá thế nào về nhóm thuốc điều trị khác trung tính về cân nặng nhưng lại tác động vào cơ chế đề kháng insulin như là ức chế D4? Thì cái thuốc ức chế D4 thì chúng ta đã dùng rất lâu rồi, thì đây là một cái thuốc mà ức chế cái men mà phân hủy cái GLP-1 để làm cho cái nồng độ của cái GLP-1 trong cơ thể của người bệnh đáy tháo đường vốn dĩ là đã giảm rồi, thì bây giờ nó ổn định lại để nó giúp cho cái kiểm soát đường huyết bằng cách là tác động vào cái tế bào beta ở tuyến tụy để tiết ra insulin và ức chế cái tế bào alpha làm giảm tiết glucagon, đặc biệt là sau bữa ăn. Như vậy chúng ta sẽ đánh vào cơ chế đó để chúng ta kiểm soát đường cho người bệnh. Thì cái đặc điểm của cái thuốc ức chế D4 này là nó kiểm soát đường huyết thì nó cũng vừa phải thôi. Giảm HbA1c thì cũng ít ít, cũng khoảng 5-1%. Tuy nhiên về tác động trên nặng thì nó lại không có làm giảm cân mà cũng không làm tăng cân. Thì tôi nghĩ rằng đây là một thuốc ở trên lâm sàng chúng tôi xài rất nhiều và rất êm. Thì nó có cái lợi là nó không làm tăng cân. Cái đó là một cái điểm rất là thuận lợi khi mà chúng ta dùng cho những bệnh nhân mà đã vốn dĩ tăng cân rồi. Nên trên những bệnh nhân mà đã tăng cân rồi thì chúng ta cố gắng làm sao mà chúng ta chọn lựa đầu tiên là những thuốc mà nếu có tiềm năng giảm cân thì tốt, giảm đường và giảm cân luôn. Nhưng mà nếu mà những thuốc mà không có làm giảm cân nhưng mà lại không làm tăng cân nữa thì cũng là một cái chọn lựa để chúng ta có thể điều trị cho người bệnh đáy đường để kiểm soát đường huyết. Thì cái nhóm thuốc ức chế D4 này á, thì nó không làm giảm cân, không làm tăng cân nhưng mà nó lại không có làm gây ra hạ đường huyết. Thì cái đó là một cái điểm cũng rất là có lợi, bởi vì nếu mà một cái người bệnh mà dùng những thuốc nào mà có khả năng mà gây hại đường huyết á, ví dụ như là insulin hay là SO, Sumira chẳng hạn á, thì chính những cơn hại đường huyết đó làm cho người ta ăn nhiều hơn và khuynh hướng người ta sẽ tăng cân, tăng tích tụ mỡ, đặc biệt là mỡ tạng, làm cho tăng cái khả năng bị nhiễm mỡ ở gan. Và đây gần đây người ta còn nói là nhiễm mỡ ở thận nữa, rất là nhiều cơ quan nó bị nhiễm mỡ, ngay cả tim nữa. Cho nên chúng ta đang nói về nhiễm mỡ ở gan, nên chúng ta cố gắng làm sao mà chọn những thuốc mà nó không có gây tăng cân cho người bệnh là tốt nhất. Vâng, xin hết. Và tiếp theo thì có một câu cho thầy Hoàng là vì sao không dùng vitamin E trong nắp phổ do đáy tháo đường, và dùng vitamin E chúng ta có thể kéo dài bao lâu? Xin thầy Hoàng trả lời. Thật ra thì cái vấn đề điều trị vitamin E là người ta đã điều trị cái thời gian khá lâu. Và có rất nhiều những cái nghiên cứu mà chứng tỏ rằng là cái vai trò của vitamin E trong cái cải thiện về mô học, cũng như là nó cũng có một số những cái đáp ứng trên cái lâm sàng của cái bệnh nhân mà gan nhiễm mỡ không do rượu. Nhưng mà cái vitamin E đó thì đầu tiên cái nhóm người ta nghiên cứu trên cái đối tượng đầu tiên là trên những cái bệnh nhân mà gan nhiễm mỡ đơn thuần mà không có bằng chứng của đái tháo đường. Tức là cái béo phì nhưng mà không có bị đái tháo đường. Và gần đây thì bắt đầu đã có xu hướng là mở rộng hơn về cái chỉ định, và nó đã có một vài cái nghiên cứu người ta điều trị luôn cả trên cái những bệnh nhân đái tháo đường, thì người ta thấy là nó cũng có một cái cải thiện. Nhưng mà vì cái số lượng những cái nghiên cứu và cái công bố đó, nó chưa được gọi là đủ lớn, đủ nhiều, do đó mà người ta chưa có chính thức mà đưa nó vô thành một cái chỉ định khuyến cáo trong cái điều trị. Như vậy chúng ta biết là có những cái thuốc mà trong cái thời điểm này người ta chưa có
khuyến cáo nó trong cái điều trị một cái lĩnh vực nào, thì cũng không có nghĩa rằng là nó không không được điều trị, nhưng mà sẽ trong tương lai khi người ta có đủ số lượng về cái những công trình nghiên cứu và người ta phải theo dõi một cái thời gian dài và thấy là cái nó thật sự có hiệu quả hay là có đáp ứng và ít tác dụng phụ, thì người ta mới chính thức đưa vào những cái khuyến cáo chung. Như vậy thì cũng xin nhắc lại là ngày nay thì bắt đầu vitamin E người ta vẫn có áp dụng cho những người đái tháo đường mà có cái gan nhiễm mỡ, nhưng mà trước kia vì cái đối tượng nghiên cứu chủ yếu là tập trung trên bệnh nhân béo phì mà có đái tháo đường nhiều hơn là bệnh nhân đái tháo đường. Và còn vitamin E dùng bao lâu thì những cái thời gian nghiên cứu người ta thường là có thể kéo dài là tới 1-2 năm, và sau đó thì khi thấy cải thiện tình trạng ổn định á, thì người ta có thể là tạm dừng một thời gian, người ta sẽ theo dõi, và nếu mà có cái biểu hiện mà nghi ngờ là có cái tái phát hoặc là tiến triển của cái gan nhiễm mỡ thì người ta có thể sử dụng lại. Chỉ riêng có cái vấn đề vitamin E là trên nam giới đó thì có một vài cái ghi nhận trên một vài cái kết quả về không mong muốn trên khi người ta kiểm tra trên một cái dân số điều trị quá lớn, thì nó có một vài cái trường hợp người ta ghi nhận là có cái tỷ lệ là có bị ung thư tiền liệt tuyến. Nhưng mà thật sự mà nếu mà nói về cái cơ chế tại sao mà vitamin E mà dẫn đến ung thư tiền liệt tuyến, tới giờ người ta cũng không không rõ. Nhưng mà vì vì kết luận của tất cả nghiên cứu theo dõi thì có một vài trường hợp ghi nhận như vậy, thì người ta vẫn là cảnh báo. Do đó mà thì dĩ nhiên là trên cái đối tượng mà đàn ông mà trên 50 tuổi mà khi chúng ta điều trị lâu dài, thì thỉnh thoảng nếu mà tôi cho nó kỹ đó, thì tôi nghĩ rằng chúng ta có thể lâu lâu chúng ta vẫn phải kiểm tra cái tiền liệt tuyến trên siêu âm hoặc là đo cái PSA. Nhưng mà thật sự thì đôi khi là dù cho có dùng hay không dùng, nhiều khi tới cái tuổi đó cái tiền liệt tuyến nó cũng phì đại lên, nên chúng ta cũng không biết là thật sự là liên quan hay không. Rồi, xin hết ạ. Vâng, thì nhân nói đến cái ung thư thì cũng xin thầy Hoàng cho cái quen biết quan điểm là khi mà chúng ta nói đến cái hậu quả của gan nhiễm mỡ thì nó có thể gây ra xơ gan hoặc là thậm chí là ung thư gan nữa. Như vậy là liệu là trong cái quá trình mà chúng ta theo dõi người bệnh như vậy đó, thì chúng ta cần phải là tầm soát ung thư gan cho bệnh nhân hay không ở trên lâm sàng? Xin thầy trả lời. Thật ra thì cái khi mà một cái bệnh nhân gan nhiễm mỡ thì định kỳ khi mà chúng tôi gặp những cái bệnh nhân gan nhiễm mỡ mà tôi theo dõi đó, thì định kỳ chúng tôi vẫn phải cho bệnh nhân làm cái siêu âm. Mà chính cái siêu âm thứ nhất là để chúng ta phải theo dõi đánh giá ít nhất là 6 tháng tôi làm cái siêu âm một lần. Đó là nguyên tắc chung khi theo dõi một cái bệnh gan mãn tính á. Do viêm gan siêu vi hay là do bất kỳ nguyên nhân gì mà hãy làm cái viêm gan mãn tính, thì thông thường định kỳ là 6 tháng là chúng ta phải làm cái siêu âm. Cái siêu âm này mục đích là chỉ để tầm soát chung về cái tổn thương gan do cái bệnh lý nền là mãn tính. Và do đó mà để chúng ta có thể phát hiện là cái mức độ cái gan nó đã có cái chuyển biến gì xơ gan hay không, và qua đó có thể nó phát hiện ung thư hay không. Như vậy thì về mặt mà cái thực hành lâm sàng của các bác sĩ chuyên khoa về gan thì khi mà theo dõi một cái bệnh gan mãn tính thì không phải là chúng ta làm siêu âm liên tục, nhưng mà thường là tối thiểu 6 tháng là chúng tôi đều cho bệnh nhân làm cái siêu âm một lần để đánh giá. Còn những cái đối tượng nguy cơ, ví dụ khi bệnh nhân đã bị xơ gan rồi hoặc là bệnh nhân mà bị viêm gan do virus B là cái nguy cơ mà gây ung thư gan cao nhất, cái con siêu vi B là con mà có khả năng dẫn đến ung thư gan cao nhất, thì những cái ca đó thì cái mức độ mà ngoài cái chuyện là làm siêu âm bụng thì chúng tôi còn làm thêm kiểm tra thêm cái xét nghiệm AFP để mà tầm soát ung thư, thì gần như đó là một cái nguyên tắc khi theo dõi một cái bệnh nhân bệnh gan. Do đó mà tôi nghĩ rằng là nếu như mà một cái bệnh nhân mà đái tháo đường mà chúng ta làm theo dõi lâu năm thì nên bác sĩ nội tiết thỉnh thoảng 6 tháng cũng cho bệnh nhân làm một cái siêu âm lần, thì biết đâu nhiều khi ta tình cờ phát hiện ra một cái bất thường nào đó, chứ không phải đợi là bệnh nhân than đau hạ sườn phải hay là sờ thấy có cục u cứng đó chúng ta mới làm cái siêu âm, thì lúc đó là đã quá muộn. Thì để chúng ta làm xét nghiệm là chỉ để tầm soát trong một cái theo dõi sức khỏe chung thì chúng ta cũng nên làm. Tại vì chúng ta không có lạm dụng xét nghiệm, nhưng mà nên 6 tháng nên làm một cái siêu âm đơn giản để mà chúng ta đánh giá chung về cái tình trạng cái gan của một cái bệnh nhân. Xin cảm ơn thầy Hoàng. Thì đúng là cái bệnh gan nhiễm mỡ này nó liên quan đến cái tình trạng đề kháng insulin rất là mạnh. Cho nên chúng ta thấy là tất cả những cái guideline mà gan nhiễm mỡ đều có liên quan đến cái bên đái tháo đường rất nhiều.
và liên quan đến béo phì. Trên thực hành lâm sàng thì chúng tôi cũng đánh giá về phía nội tiết, là đánh giá những cái bệnh nhân nào mà có cái đặc điểm để kháng insulin trên lâm sàng mạnh thì chúng tôi cũng phải theo dõi rất sát, và cũng cần phải đánh giá về cái gan như là siêu âm hoặc là thử men gan để chúng ta xem là nó có bị ảnh hưởng hay không, và nếu cần chúng ta sẽ đánh giá kỹ lưỡng về cái tình trạng gan nhiễm mỡ và những hậu quả trên cái gan cho những cái bệnh như vậy. Thì trên lâm sàng thì có rất là nhiều yếu tố mà gợi ý cái đề kháng insulin. Ví dụ đầu tiên đó là cái tình trạng mà béo bụng, đặc biệt là béo phì và mà béo bụng, thì khi vòng bụng to thì đó là một cái dấu chứng rất là mạnh. Cái thứ hai là bệnh nhân có thể là có kèm theo những cái rối loạn như tăng huyết áp, rồi rối loạn lipid máu, và những bệnh nhân mà có tiền căn gia đình có cái béo phì thì đó là những cái yếu tố mà chúng ta có thể xác định trên lâm sàng để chúng ta biết là bệnh nhân có đặc điểm đề kháng insulin mạnh, để chúng ta đánh giá kỹ những cái vấn đề liên quan đến khi đề kháng insulin cho bệnh nhân. Vâng, tiếp theo thì có một câu liên quan đến nội tiết, là trong trường hợp mà bệnh nhân bị xơ gan, điểm Chavapur là A đến B, thì mình ưu tiên dùng nhóm thuốc đái đường nào hay là ít chuyển hóa qua gan được không? Thì theo tôi thì đối với cả những cái trường hợp mà xơ gan mà mức độ A, B thì có một số thuốc chúng ta có thể dùng được ở trên bệnh nhân đái đường. Thì đầu tiên là nhóm metformin chúng ta có dùng được không? Thì nếu là sửa trong những trường hợp mà xơ gan mức độ nhẹ và chưa mất bù thì chúng ta vẫn dùng được cái metformin, bởi vì metformin nó rất có lợi cho người bệnh, đặc biệt là những cái bệnh nhân mà có đề kháng insulin mạnh thì chúng ta có thể sử dụng được. Còn đâu nếu mà xơ gan mà đã đến giai đoạn mà mất bù rồi thì chúng ta không nên xài. Và cái nhóm thứ hai là nhóm thuốc ưu chế 4, thì có một số thuốc chúng ta có thể xài được, đặc biệt là cái nhóm thuốc mà gọi là linagliptin, là cái thuốc mà người ta đã có một số nghiên cứu, cho nên chúng ta dùng an toàn ở trên những bệnh nhân mà có tổn thương gan, gọi là không mất bù, và có thậm chí là suy thận chúng ta cũng có thể dùng được luôn. Và cái nhóm thuốc kế tiếp mà chúng ta có thể dùng được đó là ức chế kênh acetyl-2, chúng ta cũng có thể là sử dụng được để chúng ta giảm đường và có thể là giảm cân và giảm được cái gánh nặng mà gọi là ảnh hưởng của mỡ trên gan. Về insulin thì chắc chắn chúng ta xài được rồi, insulin có thể xài được trong cả suy gan suy thận luôn. Thì đó là một số thuốc mà chúng ta có thể dùng một cách an toàn. Còn đâu đối với cả cái thuốc mà Sumira thì chúng ta cũng lưu ý là nếu giả sử bệnh nhân đã tổn thương gan tương đối nặng và mất bù rồi thì chúng ta phải tránh cái Sumira đi, bởi vì cái nguy cơ hạ huyết rất cao, bởi vì gan nó là một cơ quan điều hòa đường huyết, nó có thể làm cho cái đường huyết nó ổn định. Nếu mà tổn thương gan nặng thì chúng ta rất là dễ thấy là bệnh nhân có thể là bị hạ đường huyết. Nếu mà chúng ta dùng những nhóm thuốc mà tiềm năng hạ đường huyết mạnh như là Sumira thì khả năng nó xảy ra biến chứng hạ đường huyết cho bệnh nhân cũng không có lợi cho người bệnh. Vâng, tiếp theo thì có một câu liên quan đến là có mối tương quan nào giữa cân nặng và mức độ gan nhiễm mỡ, do có nhiều người dù thể trạng rất mập nhưng gan nhiễm mỡ là ít. Thuốc Combitine và Pizocortisone sẽ khởi động sử dụng khi nào trong gan nhiễm mỡ? Xin mời thầy Hoàng. Thật ra thì đó vẫn chưa có một cái những cái số liệu mà công bố chính xác về cái sự tương quan giữa cái vấn đề thừa cân với lại cái mức độ gan nhiễm mỡ. Vì giống như là cái phần trong câu hỏi chúng ta cũng có đề cập đến là nhiều người thì nhìn thấy rằng là thể trạng thì mập, rất là mập, béo phì, có thể thậm chí là cả 100 kg, nhưng mà khi mà làm xét nghiệm máu thì thấy rằng là nó men gan bình thường. Rồi lúc đó là người ta lại nói rằng là cái này là gan nhiễm mỡ nhẹ thôi, tại vì nó chưa có biểu hiện tăng men gan. Nhưng mà thực chất thì muốn ngày nay thì nhờ có cái phần mềm cáp của cái FibroScan đó, thì khi chúng ta ra cái đầu dò vào trong cái vùng gan đó và chúng ta đo đạc đó, thì chúng ta có thể là biết được cái độ nhiễm của cái mỡ nó là ở giai đoạn mấy, 1, 2, 3, S1, S2, S3, thì lúc đó chúng ta mới nói rằng cái mức độ nhiễm. Và thật sự là cái phương pháp mà cộng hưởng từ là cái phương pháp mà người ta xem như là bây giờ là cái chính xác nhất để đánh giá cái mức độ nhiễm mỡ, vì người ta đo được cái độ nhiễm mỡ bằng cái
những cái đơn vị của bên cái cộng hưởng từ. Do đó mà cộng hưởng từ là một cái phương pháp mà chẩn đoán chính xác của cái gan nhiễm mỡ, nhưng mà vì nó là một cái kỹ thuật khá đắt tiền, do đó mà không ai mà người ta dùng nó để mà người ta chẩn đoán thông thường. Mà thường là trong những cái nghiên cứu khi ta muốn so sánh giữa một cái thuốc này với cái thuốc kia về cái hiệu quả và mà không cần phải sinh thiết gan, thì người ta đo những cái độ thay đổi trên cái mật độ của cộng hưởng từ, thì người ta cũng có thể kết luận là kết luận của cái hiệu quả của cái điều trị thuốc. Do đó mà cái cộng hưởng từ thì thường là người ta hay áp dụng cho những cái nghiên cứu trên những cái bệnh nhân mà đang sử dụng những cái thuốc mà đái tháo đường, thì người ta nghiên cứu cái đó thì chính xác hơn. Còn cái vitamin E và pioglitazone thì là khi mà chúng ta thấy là bệnh nhân có một cái đặc biệt là có cái tổn thương gan do gan nhiễm mỡ, men gan tăng, thì những cái thuốc đó là chúng ta nên khởi động sớm. Còn vitamin E thì nó đơn giản hơn là chúng ta có thể sử dụng ngay để mà dự phòng cái tổn thương oxy hóa ở gan. Còn cái pioglitazone là khi mà chúng ta thấy có cái biểu hiện của cái viêm gan do nhiễm mỡ thì chúng ta dùng. Vì đây cũng là một cái thuốc mà chúng ta cũng không nên lạm dụng, vì nó có thể là có cái nguy cơ là như chúng ta ghi nhận một vài những cái tác dụng phụ liên quan đến cái pioglitazone. Và cái thứ hai là nếu bệnh nhân chưa có bằng chứng đái tháo đường thì chúng ta có thể theo dõi. Còn dĩ nhiên nếu bệnh nhân có đái tháo đường thì chúng ta có thể mạnh dạn hơn trong vấn đề sử dụng cái pioglitazone, vì nó vừa là tác dụng là giúp cho cái cải thiện cái tình trạng đề kháng insulin, mà nó vừa cải thiện tình trạng mô học cho cái gan nhiễm mỡ. Vâng, xin hỏi thầy Hoàng luôn là trong cái điều trị gan nhiễm mỡ đó, đái tháo đường mà không đái đường thì ngoài cái pio và pioglitazone và vitamin E đó, thì ở lĩnh vực gan của thầy thì còn dùng những thuốc nào khác để chúng ta có xử lý cái tình trạng mà gan nhiễm mỡ cho bệnh nhân? Thật ra thì nó có rất nhiều những cái thuốc còn đang trong vòng nghiên cứu mà thôi. Cho tới bây giờ nghe nói là gan nhiễm mỡ nó là một cái bệnh lý mà người ta đang hiện tại có rất nhiều cái nghiên cứu, nhưng mà tới thời điểm này đó thì hai cái thuốc mà nền tảng để điều trị vẫn là vitamin E và pioglitazone. Dĩ nhiên là qua một số những cái công trình mới, người ta bắt đầu người ta cũng đang hướng tới một vài cái nhóm thuốc, chẳng hạn như là cái thuốc mà đồng vận của cái nó giống cái peptin mà glucagon đó. Thì và thứ hai là cũng có những cái nhóm thuốc mà ức chế trên thụ thể SGLT2. Những cái thuốc này là nó hai những cái nhóm thuốc này người ta vẫn thấy rằng là cái vai trò chính của nó đó là nó làm có giảm cân, nó cũng ảnh hưởng trên cái cân nặng. Và khi chúng ta giảm cân thì cũng có thể là làm sao nó cũng cải thiện được tình trạng đề kháng insulin, mặc dù có thể nó không ảnh hưởng trực tiếp lên cái gan nhiễm mỡ, nhưng mà cái vấn đề mà giảm cân và giảm đường huyết thì nó sẽ cải thiện được cái tình trạng đề kháng insulin, thì nó sẽ hỗ trợ cho vấn đề điều trị. Chứ còn mà nó không phải tác động trực tiếp mà hoàn toàn lên trên cái mô học ở gan hoàn toàn, nhưng mà do nó đánh vào cái cơ chế chính là cái cơ chế gây đề kháng insulin, thì nó sẽ cải thiện dần dần khi mà chúng ta sử dụng lâu dài. Mà nếu là thật sự những cái bệnh nhân này có thêm đái tháo đường nữa thì chúng ta sử dụng thì nó sẽ lại là vừa một mũi tên mà chúng ta sẽ nhắm vào hai cái mục đích. Thì đúng là những cái thuốc đái tháo đường hiện nay như là thuốc độc vận thụ thể GLP-1 là một thuốc đang rất là nổi bật trong cái việc mà kiểm soát đường huyết và các cái biến cố về tim mạch. Và gần đây thì một cái tác dụng nữa là người ta thấy là tác dụng giảm cân. Khi mà giảm cân như vậy, người ta thấy một cái điểm rất là hay là nó lại giảm cái lượng mỡ tạng rất nhiều. Là cái lượng mỡ tạng đó nó liên quan đến tình trạng đề kháng insulin, và nó có thể nó có tiềm năng là cải thiện được giảm được cái lượng mỡ lắng đọng trong gan. Còn đâu có bằng chứng mà có thể nó phục hồi lại hay là nó đảo ngược lại cái tổn thương của gan khi ở giai đoạn nặng không, thì chưa đủ bằng chứng. Cho nên chúng ta cũng đang phải chờ đợi những nghiên cứu sâu hơn. Tuy nhiên hiện nay thì cái hướng dẫn của các cái hiệp hội đái tháo đường thì người ta vẫn khuyên là chúng ta nếu gặp những bệnh nhân mà đái tháo đường
mà có cái đã có cái tình trạng mà tăng cân thừa cân béo phì và những rối loạn về đề kháng insulin mạnh á, thì chúng ta có thể chọn lựa các nhóm thuốc nó ức chế đồng bệnh với thụ thể T1 này, thì chúng ta đem lại cái lợi cho bệnh nhân và kiểm soát đường huyết này, kiểm soát cân nặng này, rồi nếu mà có những cái nhóm mà có thể kiểm soát được cả cái biến cố về tim mạch nữa. Và cái nhóm thuốc thứ hai như thầy Hoàng nói là ức chế cái kênh SGLT2 đó, thì nó cũng là một cái thuốc rất là tiềm năng để có thể là giảm cân, giảm đường và có thể là giảm được các cái biến cố về tim mạch và cả thận nữa. Thì đó là những cái thuốc mà rất hứa hẹn. Và trong lĩnh vực về về gan nhiễm mỡ thì cũng đang có những nghiên cứu liên quan đến những nhóm thuốc này, thì chúng ta phải mong đợi những kết quả đó để khi đó chúng ta có bằng chứng để chúng ta có thể sử dụng cho người bệnh. Và một cái phần nữa thì trước khi mà chúng ta kết thúc thì chúng ta cũng muốn bàn đến một cái câu để hỏi Hoàng là cái việc mà chúng ta nói đến gan nhiễm mỡ đó, thường là chúng ta sẽ phải điều trị cái mỡ máu bằng statin hoặc là fibrat. Như vậy là khi mà chúng ta dùng những thuốc đó thì nó có lợi ích gì cho những cái bệnh nhân bị gan nhiễm mỡ này không ạ? Thường thì trong cái cơ chế mà gan nhiễm mỡ đó thì người ta thấy là nó có liên quan đến cái rối loạn về cái triglyceride nhiều hơn. Và thông thường là nếu như chúng ta xác định mình có gan nhiễm mỡ và có tăng cái triglyceride đó, thì trên lâm sàng thường thì tôi ưu tiên sử dụng cái nhóm phenofibrat. Vì nó sẽ điều chỉnh cái mỡ máu mà là cái mỡ triglyceride. Còn ví dụ nếu mà còn cái statin thì thật ra chúng ta biết là nó tác động chủ yếu là trên cholesterol, trên cái mỡ mà nó bám trên cái thành mạch hoặc là những cái cơ chế mà liên quan đến xơ vữa mạch máu ở nhiều nơi. Tuy nhiên là giống như nãy tôi cũng có nhắc là khi mà chúng ta thấy tình trạng rối loạn mỡ máu mà có tình trạng gan nhiễm mỡ và kèm men gan tăng thì chúng ta cũng đừng có quá lo lắng gì lắm về các cái thuốc mà hạ mỡ máu. Và thực tế tôi đã sử dụng các thuốc điều trị rối loạn mỡ rất là nhiều trên những bệnh nhân thì tôi cũng không có thấy cái mối mà lo lắng lắm về cái tác dụng gọi là tăng men gan hoặc là cái độc hại mà của cái nhóm statin hay là cái nhóm đó nhóm mà điều trị rối loạn mỡ máu trên trên bệnh nhân mà bị có bệnh gan. Dĩ nhiên là chúng ta đừng khởi động ngay cái liều cao. Chúng ta những cái trường hợp đó chúng ta sẽ điều trị liều thấp và chúng ta tăng dần và theo dõi. Và trên thực tế thì chúng tôi thấy rằng là khi mà chúng tôi kết hợp dùng những cái thuốc điều chỉnh rối loạn mỡ máu thì bệnh nhân nó ổn định cái mỡ và tự động cái men gan bệnh nhân có thể là nó cũng sẽ giảm giảm đi. Tại vì do cái lúc mà mỡ nó cao quá và nó sẽ thấm nhập vào trong gan. Tại chúng ta biết là ngoài cơ chế đề kháng insulin thì khi chúng ta ăn nhiều cái tinh bột thì nó sẽ làm mỡ nó sẽ được tôi biết là cái chất đường nó sẽ qua gan nó chuyển hóa thành cái triglyceride và nó dễ lắng đọng vào trong cái gan chúng ta. Giống như là cái phần trình bày đầu tiên chúng tôi có nói là cái món mà foie gras là cái món mà gan ngỗng mà cái người châu Âu họ họ rất là thích ăn đó. Thì thực chất đó là gì? Là chúng ta cho bệnh nhân cho cái con ngỗng nó bị béo phì. Hàng ngày là cứ cứ đổ thóc đổ đổ bắp vào trong đó và bắt nó phải ăn ăn một cách thụ động mà ăn liên tục thì cái gan nó sẽ nhiễm mỡ thôi. Tức là ta biết là cái chuyển hóa qua gan là khi chúng ta tăng cái lượng tinh bột nhiều quá thì chắc chắn là cái gan chúng ta sẽ bị nhiễm mỡ. Chứ còn không phải là liên quan đến đái tháo đường hay là đề kháng insulin mà do cái sự tích tụ mỡ do cái chu trình Krebs khi cái glucose nó đi ngang qua vào gan thì nó sẽ chuyển hóa theo chu trình Krebs để tạo tạo ra cái triglyceride và cái phần đề mà nó không có tải ra hết được ra 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 khỏi gan thì nó tích tụ trong gan và nó gây gan nhiễm mỡ. Vâng, thì đúng là cái bệnh gan nhiễm mỡ nó là một cái bệnh liên quan rất là nhiều yếu tố. Cho nên trong cái xử trí á, thì chúng ta phải đánh vào nhiều khâu. Thì trong đó ngoài cái việc mà chúng ta mong muốn là chúng ta có thể cải thiện được cái gan nhiễm mỡ để không có gây ra những biến chứng của gan nhiễm mỡ. Còn một vấn đề nữa thì chúng tôi thấy là thầy Hoàng đã nhắc là cái tử vong mà liên quan đến cái bệnh gan nhiễm mỡ đó là tử vong về tim mạch cũng là một cái nguyên nhân cũng khá là quan trọng. Trên cái việc mà chúng ta phải sử dụng những cái thuốc mà như là statin hoặc là fibrat á, thì chúng ta kiểm soát mỡ máu và chúng ta cũng kiểm soát cả những cái biến cố tim mạch liên quan nữa, thì đó là một cái vai trò rất quan trọng của cái thuốc statin ở trong những cái đối tượng mà bệnh nhân béo phì, đái tháo đường và lại có gan nhiễm mỡ nữa thì rất là quan trọng. Thì cũng có rất là nhiều câu hỏi,
Thì cũng chắc là phải xin thầy Hoàng chia sẻ thêm một cái câu nữa cũng rất quan trọng là xử trí có khác biệt nếu mà bệnh nhân xơ gan mất bù do gan đi mỡ so với xơ gan mất bù do căn nguyên khác thì nó có khác nhau gì không ạ? Xin thầy Hoàng chia sẻ. Thật ra thì cái quan trọng là chúng ta cố gắng làm ngăn ngừa cho cái xơ gan, cái bệnh gan mãn tính nó đừng tiến triển qua xơ gan. Còn nếu mà từ xơ gan thì nó đừng có tiến triển qua mất bù. Khi nó đã chuyển sang mất bù, tức là cái tổn thương gan nó gần như là cuối cùng rồi đó, thì là nó gần giống như nhau. Do đó mà tuy nhiên chúng tôi vẫn 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 khuyên rằng chúng ta là đừng có quá tuyệt vọng là thấy xơ gan là chúng ta buông bệnh nhân, mà chúng ta cái quan trọng nhất là người ta phải suy nghĩ là cái gan chúng ta là một cái cơ quan có khả năng tái tạo rất là mãnh liệt. Chúng ta bằng chứng là có những người người ta hiến gan, người ta cho phân nửa cái lá gan thì một vài tháng sau thì cái phần gan mà lấy đi đó nó mọc trở lại, nó lấp đầy gần như là lấp cái phần mà đã lấy đi. Như vậy người thấy là cái sức tái tạo của tế bào gan ta rất là mãnh liệt. Do đó mà điều trị cái xơ gan, người ta khuyên rằng là đầu tiên là phải phát hiện cho ra cái nguyên nhân. Tại vì cái nguyên nhân mà chúng ta cắt đứt cái nguyên nhân mà gây ra tổn thương gan tiếp tục thì là cái gan nó sẽ hồi phục lại và nó sẽ dừng bớt cái tiến triển của cái xơ gan. Do đó mà cái quan trọng nhất là nếu mà cái gan nhiễm mỡ nó dẫn đến xơ gan, cái xơ gan này do nhiễm mỡ hay là do virus hay là cái gì thì quan trọng nhất là tìm được nguyên nhân, ta chữa được nguyên nhân thì để chặn đứng cái tiến triển của cái xơ gan. Còn khi nó đã chuyển sang giai đoạn mất bù, tức là gần như là nó gần như giống nhau rồi, tức là dù cho nguyên nhân gì nhưng mà cái kết quả cuối cùng là cái gan nó bị phá hủy gần hết rồi, thì bây giờ chúng ta chỉ chữa triệu chứng, chúng ta chữa nâng đỡ tránh biến chứng của gan, và nếu mà nặng quá và không thể mà điều trị bằng bằng và nội khoa tốt thì chúng ta phải có một cái giải pháp cuối cùng, đó là ghép gan. Do đó là cái ngày nay thì cái ghép gan là một cái phương pháp mà được xem như là một cái cứu cánh cuối cùng cho tất cả những người bệnh gan mãn tính và đặc biệt là xơ gan mất bù. Và cái người mà được ghép gan giống như là họ tái sinh lần thứ hai. Do đó chúng ta thấy rằng là và chúng ta hiểu biết cơ chế bệnh để từ đó chúng ta điều trị đúng cho bệnh nhân để đem lại cái đời sống tốt nhất cho người bệnh nhân. Cảm ơn thầy Hoàng. Thì cái thời gian chúng ta cũng đã hết rồi. Thì cũng rất cảm ơn thầy Hoàng đã chia sẻ những kinh nghiệm rất là quý để chúng ta có thể sử dụng trong mỗi quá trình mà thực hành để xử trí các trường hợp gan nhiễm mỡ. Thì trước khi mà kết thúc thì cũng xin thầy Hoàng có thể nhắn nhủ một vài cái thông điệp mà quan trọng để cho các bác sĩ có thể là ứng dụng được ở trên trên lâm sàng. Xin mời thầy. Để mà có một vài những cái thông điệp mà tóm tắt cho cái vấn chủ đề hôm nay là cái bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu có liên quan tới bệnh nhân đái tháo đường, thì chúng tôi muốn có một vài cái thông tin như sau. Thì cái gan nhiễm mỡ không do rượu ngày nay nó là một cái bệnh lý rối loạn chuyển hóa khá phổ biến trong cái cuộc sống hiện đại mà chúng ta có rất nhiều thay đổi về cái sinh hoạt và cuộc sống, và đây không phải là một cái bệnh lành tính mà không có ảnh hưởng trên cái sức khỏe của cộng đồng. Do đó mà chúng ta cần phải lưu ý hơn trên cái vấn đề lối sống, cách ăn uống, sinh hoạt, và chúng ta phát hiện sớm những cái yếu tố nguy cơ mà có thể dẫn đến gan nhiễm mỡ, chẳng hạn là đái tháo đường, béo phì, rối loạn mỡ máu, và nếu bệnh nhân có rối loạn chuyển hóa thì chúng ta cần phải lưu ý là bệnh nhân đó có thể sẽ có bị có bị cái bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Và từ đó khi chúng ta biết được, ta quan tâm và chẩn đoán thì chúng ta có một cái sự lưu ý để theo dõi, và từ cái vấn đề theo dõi và điều trị đúng cách thì chúng ta sẽ ngăn chặn được cái tiến triển của bệnh gan và giúp cho cái bệnh nhân không dẫn đến tình trạng xơ gan hoặc là ung thư. Và khi chúng ta điều trị thì chúng ta biết là cái bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu và đái tháo đường là những cái bệnh có cùng một cái cơ chế về bệnh sinh, là do đó mà chúng ta khi chúng ta điều trị ta tác động vào đúng những cái cơ chế, đó là cải thiện cái tình trạng đề kháng insulin, giảm cân, giảm những cái tiết chế, những chế độ ăn uống mà có chất bột đường, những cái chất mà gây ra tích tụ mỡ trong cơ thể, thì nó sẽ làm giảm đi các cái triệu chứng cho bệnh nhân và cải thiện được cái tiên lượng tốt cho bệnh nhân và tránh được các cái biến chứng cũng như là tử vong. Thì đó là những cái thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ với tất cả các quý đồng nghiệp. Vâng, cảm ơn thầy Hoàng. Thì thời gian đã hết, thì cũng xin cảm ơn tất cả các đồng nghiệp đã tham gia cái buổi webinar ngày hôm nay. Thì chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ có cái chủ đề là điều trị tăng triglycerides máu ở trên bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2, sẽ được tiến hành vào ngày mùng 1 tháng 6.
năm 2022. Và trước đó thì video bài giảng cũng được đưa lên cái Docuity để các quý đồng nghiệp có thể xem trước và đặt những câu hỏi hoặc là đưa những tình huống lâm sàng để chúng tôi có thể là trao đổi vào cái ngày webinar. Và cái chương trình điều trị đáy đường type 2 và các bệnh động mạch cũng đã kết thúc. Và tôi cũng xin thay mặt ban tổ chức để cảm ơn công ty Novartis đã phối hợp thực hiện với cả Bệnh viện Đại học Dược. Cảm ơn cái nhóm IT đã hỗ trợ cho cái đường truyền cho chúng ta hôm nay cũng rất là thuận lợi. Và cảm ơn phòng khoa đào tạo đã tạo điều kiện để tổ chức cái buổi sinh hoạt chuyên môn online ngày hôm nay. Và tôi cũng xin chào tất cả các quý đồng nghiệp và xin chào và hẹn gặp lại ở cái buổi phát sóng tiếp theo. Xin chào.